Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Minh. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Giáng sinh vui vẻ. Các bạn thân mến, Giáng sinh là một trong những ngày rất đặc biệt trong năm. Đó là ngày Chúa Giê-xu ra đời. Trong dịp Giáng sinh, mình được bố mẹ đưa đi ăn, đi chơi và đi mua sắm. Trong dịp Giáng sinh, mình thích được mua những cuốn truyện. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích mua gì và được đi đâu? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!